À, xin chào tất cả anh chị mình ha. Thì hôm nay thì Trung mới vừa về một cái máy Phi nha anh chị. Phi này hàng Nhật chính hãng nha anh chị ơi. Đời máy là BL781 nha anh chị. Đó, máy Phi bằng nha anh chị. Chuyên cho mình là Sammy và Kaki nha anh chị ơi. Đó là sử dụng motor cơ nha. Nếu anh chị mình tài chính thấp mà muốn sử dụng cái con máy Phi Nhật đó, Cyber, thì các anh chị liên hệ công ty em ha, sẽ được hỗ trợ cho anh chị mình ha. Đó, máy Phi thì bệnh nhân đã trang bị lên bằng mới và chân mới hoàn toàn luôn nha anh chị ơi. Đó, máy cực kỳ là rẻ luôn nha. Hỗ trợ cho anh chị em mình bảo hành và bảo hành cho mình là 12 tháng đó, Phi Nhật nha anh chị. Rồi bây giờ cầm giùm em đạp thử ra đường cho anh chị xem. Tiếng máy cực kỳ là ổn định luôn nha anh chị. Cái này thì nhân đóng Phi là chưa có keo nha anh chị. Đó là dễ thông luôn nha. Cực kỳ là ổn định luôn ha. Ra được con Phi rất là đẹp luôn nè. Đó, mặt trên nè, và kể cả mặt dưới ha, rất là đẹp luôn. Đó. Thì máy Phi này bệnh nhân về á, bệnh nhân đã hỗ trợ vô là một cái ổ mới hoàn toàn nha anh chị. Một cái ổ mới hoàn toàn nha. Đó, anh chị mình yên tâm về chạy khaki anh chị, mình có thể chạy thông được luôn nha. Đó, mình có thể chỉnh được cái con Phi lớn nhỏ ha. Đó, và chiều dài của Phi nằm chỗ này. Máy tình trạng rất là đẹp luôn ha. Tình trạng máy là tầm khoảng trên 85-90% nha anh chị. Máy cực kỳ là đẹp luôn nha. Đó, đồ đạc bên trong này rất là đẹp luôn ha. Anh chị thấy không? Cực kỳ là đẹp luôn, bên nhân dọn lên được máy rất là đạt anh chị. Đó, đóng thử vài con cho anh chị xem luôn nè. 10 con như một luôn nha, bên nhân chưa gắn dao cho anh chị. Đó, khi mà anh chị đặt mua bên nhân thì bên nhân sẽ hỗ trợ và có thợ tới tận nhà cho mình và hỗ trợ mình cách xử lý những cái tình huống máy Phi ha. Đó, và hướng dẫn mình cách để chỉnh bờ nè và chỉnh dài ngắn con Phi. Đó, khi mà anh chị đã test máy trực tiếp á, anh chị mình nghe tiếng máy cực kỳ là ổn định luôn nha anh chị. Đó, máy Phi ha, sử dụng đây, sử dụng là thưa dày là 110-170 ha. Đó, rồi lên đạp về đường nữa nè, máy cực kỳ đẹp luôn nha anh chị. Anh chị mình nhanh tay liên hệ em ha, máy Phi Nhật Bản nha anh chị. Đó, đã cần chỉnh rất là ok luôn ha, cực kỳ là mượt mà luôn ha. Đó, anh chị mình có nhu cầu quan tâm những dòng máy Phi thì liên hệ trực tiếp em ha, sẽ được hỗ trợ cho anh chị vì bảo hành nè và vận chuyển lắp đặt tại nhà cho mình. Khi mà anh chị và mình ở tỉnh xa, anh chị mình có nhu cầu sử dụng những máy Phi nút đó chuyên về Kaki hay là Sammy hoặc là thun, anh chị liên hệ cho Nhân hay sẽ được hỗ trợ cho anh chị về giá nè. Đó, và kết bạn Zalo trực tiếp với Nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị mình giá ưu đãi hơn ở ngoài thị trường nha anh chị. Rồi, địa chỉ xe máy trực tiếp là 512-1 Trường Chinh nha anh chị, phường 14 Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại được Nhân sẽ để dưới phần mô tả. Đó, Yuki máy Phi ha, LBH781 nha anh chị. Rồi, xin chào, kết thúc video tại đây.